Sau sự việc hơn 300 xe có dán thẻ thu phí tự động không dừng E-Pass nhưng không qua được trạm thu phí trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Hà Nội Hải Phòng do VETC quản lý, Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu VETC phải có giải trình trong ngày 26 tháng 1 để có phương án xử lý. Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đây là sự cố chưa có tiền lệ. VETC đã có báo cáo sơ bộ nguyên nhân do lỗi thiết bị đầu cuối. Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp báo cáo chi tiết hơn, muộn nhất đến trưa 26 tháng 1 phải phản hồi. Trước đó, trả lời phóng viên báo chí tối 25 tháng 1, ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng Giám đốc VETC cho biết có tình trạng lỗi liên thông giữa hệ thống của VETC và VGTC trong sáng 22 tháng 1 khiến phương tiện ùn ứ một thời gian. VETC đang xác minh nguyên nhân. Tuy nhiên, ông Vinh thừa nhận nhiều khả năng lỗi do hệ thống của VETC bởi sau khi doanh nghiệp này khởi động lại mô đun thì hệ thống thu phí hoạt động trở lại bình thường. Sự cố xảy ra từ 9h30 đến 11h50 ngày 22 tháng 1 khiến cho 328 phương tiện dán thẻ E-Pass không thể qua trạm, gây tắc nghẽn tại các trạm thu phí trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Hà Nội Hải Phòng. Chỉ những xe dán thẻ E-Pass của VDTC gặp sự cố, các xe dán thẻ E-Tag của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC vẫn lưu thông bình thường. Sự cố đã ảnh hưởng lớn đến thương hiệu và chất lượng dịch vụ của VDTC với chủ phương tiện. Qua sự cố này, VDTC đề xuất công ty VETC báo cáo lại nguyên nhân, các hành động khắc phục và biện pháp ngăn ngừa sự cố tương tự tái diễn, đồng thời cử lực lượng ứng trực xử lý lỗi trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. VDTC cũng kiến nghị Tổng cục Đường bộ bổ sung quy định chế tài về việc giám sát, xử lý sự cố trên hệ thống và báo cáo đến các đơn vị liên quan khi có sự cố xảy ra với hệ thống đầu cuối trên toàn quốc.